Em xin chào thầy và các bạn, em tên là Hà Văn Toàn. Hôm nay em thực hiện video sử dụng PIC 18F 4550 điều khiển mô đun 30 led đơn chạy 5 cách khác nhau và sử dụng 3 nút nhấn up, down, clear và sử dụng ngắt timer 1. Ở video trước thì em đã trình bày việc kết nối mô đun 30 led đơn với lại với PIC 18F 4550. Nay em xin trình bày về kết nối 3 nút nhấn up, down và clear với PIC 18F 4550. Clear chúng ta sẽ kết nối với RB3. Down chúng ta sẽ kết nối với RB4. Và up chúng ta sẽ kết nối với RB5. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc kết nối module 3 led kết nối module 3 led đơn với và ba nút nhấn với PIC 18F 4550. Sau đây là code chương trình của em. Thì em thực hiện chương trình điều khiển 3 led đơn có 5 cách khác nhau, gồm có chất tắt 3 led đơn sáng dần từ phải sang trái, sáng dần từ trái sang phải, sáng dần từ trong ra ngoài và sáng dần từ ngoài vào trong. Ở phần chương trình chính thì em thiết lập ban đầu thiết lập các điểm các chân và thiết lập cho timer 1, đặt cho timer 1 cấu hình cho timer 1 là 3036. Việc đặt cấu hình cho timer 1 là 3036 là em giải thích là timer 1 điểm thêm 62.500 xung nữa thì tràn số lượng xung là 62.500 xung, mỗi xung là 1,6 QJ nên thời gian sáng bằng thời gian tắt và bằng 62.500 nhân 1,6 QJ và bằng 1.000 QJ 1 triệu QJ và sẽ bằng 100 mili giây và bằng 0,1 giây với chu kỳ bằng 200 mili giây. Thì em sử dụng biến TT và đặt là 5 cấu hình 5 đặt sử dụng switch để chọn là 5 trường hợp điều khiển. Sau đây là phần chương trình chất tắt 3 led đơn. Xuất đầu tiên là để y bằng tiếp y bằng không, xuất 3 led đơn 1 led đơn, đảo y và xuất delay mỗi lần hiển thị chúng ta delay 300 mili giây. Phần chương trình sáng dần từ phải sang trái, em sử dụng vòng for y không đến y nhỏ hơn 32 và xuất 3 led đơn xuất y ra và delay 100 mili giây, dịch trái và cộng thêm dịch trái y và cộng thêm 1 là sáng dần vào và sử dụng để đưa về so sánh, đưa về so sánh. Tiếp theo đó là đây là đưa về so sánh TT có các hai không và thì xác ra đây là sử dụng trong việc ngắt khi ngắt tham mưu một khi sử dụng kho xuất 32 đơn thì giới tương tự là để tắt chân đi. Phần sáng dần từ trái sang phải tương tự như phần từ sáng dần từ phải sang trái, nhưng sự khác biệt là y sẽ dịch phải sang một đơn vị và cộng với 0x8 và kế theo đó là 8 số 0,6. Và sau đó là để tắt led, dịch phải tắt led.
phần sáng chân từ trong trong ra ngoài, sáng chân từ trong ra ngoài thì xếp 30 đơn rồi. Em sử dụng hai biến H và biến Z và xếp thì là Z sẽ được cộng một đơn vị và H sẽ đúng hết. Sau đó là tắt. Tương tự như vậy thì em có sáng từ ngoài vào trong, sáng từ ngoài vào trong thì cũng tương tự như sáng ở trong ra ngoài. Phần voi ngắt thì em thiết lập như này là trên là thiết lập set set tham một là 3136 đặt đặt in in input up delay và khi biến trạng thái lên năm lớn hơn 5 thì sẽ đưa về trạng thái về một. Đó thì sẽ giảm trạng thái xuống và khi trạng thái nhỏ hơn một thì đưa trạng thái về 5. Clear sẽ đưa trạng thái về một. Chương trình không không có báo lỗi. Em xin em mô phỏng. Đây là chất tắt bạn mà cơ sáng dần cái gì sáng dần từ trái từ phải sang trái đặt sáng dần từ trái sang phải. Đây là chương trình sáng dần từ phải sang trái. Chương trình từ sáng từ ngoài vào trong. Và chương trình sáng từ trong ra ngoài. Đó. Đó, chúng ta sẽ đưa lại chương trình sáng từ ngoài vào trong. Và tiếp lần nữa, sẽ sáng dần từ phải sang trái. Clear. Rồi chấp tắt. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý video của em. Xin cảm ơn.